Lấy cái đồ ngồi đi với Khanh, đừng ngồi dưới đất với Khanh, lấy ghế mai kìa. Nghe ngày máy quên rồi. Ngày 12 tháng 11 đúng không? Rồi chị chia sẻ rồi, chị chia sẻ rồi nha Tú, mày khỏi chia sẻ nữa nha. Tao chia sẻ rồi, mày khỏi chia sẻ nữa. 10 phút sau mày tạo xem chung hai bên thôi. Khanh Khanh cưng copy giùm chị cái được không? Copy cái chia sẻ của Hồ Xuân á. Rồi cưng chia sẻ qua Hồ Thị. Hiểu không? Rồi nha mấy chị ơi, like bên đây nha. Chào cô quá trời luôn rồi kìa. Thì bây giờ Hương sẽ live stream bên đây để tặng quà cho mấy chị nè. Chị nào mà có chia sẻ thì nó sẽ hiện lên là người chia sẻ nha. Thì chỉ việc mấy chị chia sẻ để nhận quà tặng nha. Tú, lát nữa chị mà đọc, lát chị đọc tên ai á, Hoàng Tiến đi. Chị đọc tên ai thì cưng lấy tờ giấy cưng ghi tên mấy người đó ra. Rồi chút cưng đưa cho bé Tú. Thì người nào mà nhắn tin qua cho cưng á, mà chụp cái comment mà có cái tên của cái người đó trùng khớp với Tiến thì là người đó được tặng quà. Hello tất cả mọi người nè, 63 người đang xem. Bây giờ mọi người chia sẻ live stream nha. Chia sẻ live stream để có thể may mắn nhận ngay một cái cặp dầu gội miễn phí nha. Chia sẻ live stream nha. Đó thì mình sẽ tặng quà cho mấy bạn nha. Ghim 8 số chưa? Đúng rồi, kệ đi gì cũng được. Nhiều khi mày cũng nghiệp á. Rồi nha, chia sẻ live stream rồi. Bắt đầu bây giờ mọi người chia sẻ live stream khi mà được 200 người xem. Và mọi người ơi, nhớ giùm Hương là phải nhấn thích trang của Hương nha. Nhấn thích cái trang fanpage. Hiện tại Hương đang like hôm nay là ngày 12 tây tháng 11 nha mấy chị. Chỉ cần mấy chị chia sẻ cho em được 200 người xem thì em sẽ chọn ra khoảng 50 bạn tặng cho cái cặp dầu gội này nha. 50 bạn nha. Một cái cặp dầu gội này giá đang bán bên em là 339 ngàn đó mấy chị. Ừ đúng rồi, khi mà chị quên giá tụi cưng nhớ cái tụi cưng hùa heo nói giống nãy á nha. Nha hiểu không, ý là mình cứ nói cái gì mà cưng nhấn mạnh thì mình nói theo. Ừ không, cái nhiều khi chị quên nó cưng cứ chọc vô cưng la đi, hoặc cưng nói chung với chị luôn cũng được nữa. Rồi nha mấy chị sẽ được tặng một cặp dầu gội 339 ngàn nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ là 90 người đang xem rồi, nhấn thích trang fanpage rồi, nhưng mà chưa có thấy là điện thoại đứa nào vậy trời, điện thoại ba nào má nào vậy? Ý là mấy người ở trên tương tác á, là báo gì á, báo gì vậy, giống như thông báo á, báo cái gì vậy, trên fanpage người ta thích hay là like á, thấy con thì tắt chuông đi. con đĩ điên mấy chị. Ồ lộn, con nói lộn, xin lỗi. 200 người đang xem nha, là mình sẽ được nha. Rồi nha, quà tặng rất là hấp dẫn. Chỉ cần mình chia sẻ live stream là mấy chị sẽ có cơ hội nè, nhận tiền nè, rồi mấy chị được nhận quà nữa nha. Và duy nhất trong cái live stream này thôi, mấy chị chia sẻ live stream để có cơ hội nhận tiền cũng như là nhận quà từ cô Hương nha. Và duy nhất trong cái live stream này, chị nào, rồi 105 người đang xem, chị nào có chia sẻ thì sẽ hiện là đã chia sẻ, còn chị nào chưa chia sẻ thì nó không có hiện nha. Rồi nè, người chia sẻ nè, đã chia sẻ, Tú coi lượt chia sẻ giùm được không? Chứ giờ tao cứ thoát ra thoát vô vậy hoài sao tao like? 114 người rồi mày cập nhật chậm quá vậy. Có còn người thích chen tăng được hay không không? Tú khùng. Giống như hồi đó giờ mình ghi cái số đó xong rồi không có lại. Rồi em ghi giùm chị đi. Rồi nha, bây giờ duy nhất trong live stream này nha, khi nào được 200 người xem là sẽ bắt đầu tham gia cái trò chơi nha. Mấy chị có muốn được tham gia để mà tặng ngay một cái cặp dầu gội miễn phí này, là giá của nó là 339 ngàn. Chị nào được đọc tên nhớ chụp hình màn hình để mà nhân viên em gửi quà tặng cho mấy chị nha. Tại vì từ nay em sẽ thường xuyên live stream bên cái trang fanpage này, live mỗi ngày luôn, ngày nào cũng live hết. Thì một ngày có khi live một cái hai cái gì đó không biết, tại vì giờ nhìn má này tao mắc cười.
Đó, thấy tất cả mọi người nè, đúng là người nào chia sẻ mấy bạn ơi. Và khi mấy bạn tương tác để trở thành fan cứng của Trang thì mình sẽ được free ship khi mua hàng luôn nha. Khi mình được trở thành fan cứng của cái Trang Fanpage thì mấy bạn sẽ được free ship khi mua hàng. Rồi bây giờ 135 người đang xem, còn thiếu 65 người nữa. Đủ 200 người xem thì sẽ bắt đầu trò chơi nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ livestream ra giùm cô Hương nha. Thì hiện tại bây giờ mấy chị chia sẻ livestream ra, mấy chị fan tạo xem chung cho Tú. Chừng nào chị kêu tạo hay nào. Có dùng nó thù hủy coi chưa? Có đang coi nè. Đừng có tạo nha. Chia sẻ quá trời mà không hiện lên nè cô. Chia sẻ đi đâu không có đâu. Bạn Hàng Quỳnh ơi, khi bạn có chia sẻ thì trên trang fanpage nó sẽ hiện bạn là người chia sẻ nha. Rồi bây giờ nè, nhanh lên mấy chị ơi, còn đúng 65 người nữa là mình sẽ được có cơ hội nhận ngay một cái cặp dầu gội nè. Dầu gội này gọi rất là mướt tóc, thơm tóc và làm cho tóc mình không có bị rụng nha. Giá 339.000. Nhưng mà trong livestream này cô Hương tặng làm gì? Tặng để cho mọi người và có rất nhiều quà luôn. Ví dụ như Hương sẽ chọn ra vài bạn Hương tặng dầu gội. Ghi tên nha, chị đọc tên ai là Hương sẽ ghi. Ví dụ như là Yến Quỳnh dầu gội, hay là ai đó là lá năm vòng, hay ai đó là hoa tắm giang hàng, chị sẽ tặng tùm lum hết. Rồi đã chia sẻ nha, 134 người đang xem rồi. Mấy chị chia sẻ khi nào mà được 200 người xem thì là sẽ ok nha. Rồi đó mấy bạn chia sẻ livestream ra, được 200 người xem thì mấy chị sẽ là có cái cơ hội nè, may mắn nhận được tiền hoặc là có thể là quà tặng gì đó từ cô Hương. Nhưng mà chắc chắn một điều á là tất cả đều rất là lọc lá nha, 100% luôn. Ông taxi giống ngu rồi, bán xe mượn ngân hàng mấy trăm triệu bên đó đi mở quán massage cho chị qua làm cũng được, giờ thất bại chạy xe ôm không có em. Đã chia sẻ rồi, 140 người đang xem, còn thêm 60 người nữa nha. Chị nào may mắn muốn có cơ hội nhận tiền, muốn có tài lộc, muốn có nhưng là vận may may mắn của mình thì mấy chị làm ơn chia sẻ livestream ra giùm cô Hương nha. Chia sẻ để có cơ hội nhận tiền. Rồi ai đã chia sẻ thì comment coi bao nhiêu lượt xe rồi Tú báo Tú ơi. Mấy bạn phải nhấn thích trang fanpage nữa nha. Nhấn thích cái trang fanpage. Hả? Nhấn thích trang fanpage của cô Hương đang like luôn. Mình phải nhấn thích cái trang fanpage đang like. Nhấn thích trang fanpage và mấy chị chia sẻ livestream ra. Chia sẻ để cho giống như là có nhiều người vô cũng có cái cơ hội may mắn giống như là nhận quà, nhận lọc từ cô Hương nha. Và duy nhất trong cái livestream này nha, chị nào muốn nhận quà, nhận lọc từ cô Hương thì mình chia sẻ livestream mạnh ra. Cho chị cái lá giam năm vòng đi. Lá năm vòng á, bữa nay trong livestream mày tặng lá năm vòng. 145 người đang xem, còn thiếu thêm 55 người nữa là cơ hội sẽ bắt đầu nha. Sẽ có những phần quà rất là hấp dẫn, là free ship và miễn phí cho mấy chị luôn. Thì chỉ việc mấy chị chia sẻ livestream ra để mà được 200 người xem thì mấy chị sẽ có cơ hội nhận nha. Thì bây giờ chị nào chưa nhấn thích trang fanpage, mấy chị làm ơn nhấn thích trang fanpage giùm cô Hương. Còn 50 người nữa thôi là thể lệ trò chơi sẽ bắt đầu nha. Còn được 50 người nữa thôi là thể lệ trò chơi sẽ bắt đầu. Thì chị nào muốn mình chia sẻ livestream ra rồi mấy chị sẽ được nhận quà, nhận lọc từ cô Hương nha. Duy nhất trong cái livestream này, chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ, chị nào đã chia sẻ rồi thì có thể tan tên bạn bè hay là cái gì đó vô. Mình có thể chia sẻ vô hội nhóm hay cái gì đó tùy mình nha. Và duy nhất trong cái livestream này còn đúng 50 người nữa là 200 người là cô Hương sẽ bắt đầu nha mọi người ơi. Mình sẽ chia sẻ ra, mình sẽ được nhận tiền hoặc là dầu gội hay là bất cứ một cái gì đó mà cô Hương sẽ, nói chung là ở trong cái livestream này mình sẽ tặng miễn phí cho mấy bạn. Và mấy bạn chỉ việc nhấn thích Trang mẹ ngoắc còn nha, mẹ ngoắc còn đầy đủ luôn. Mình nhấn thích Trang, ai đã chia sẻ thì ghi là đã chia sẻ rồi cô giùm Hương nha. Ai đã chia sẻ đã thích Trang rồi thì mọi người chia sẻ và ghi đã thích Trang giùm Hương để Hương biết nha. Mấy bạn có thích Trang fanpage của Hương chưa? Tại vì khi mấy bạn chia sẻ xong mấy bạn phải nhấn thích Trang fanpage thì mới được, chứ mình không nhấn thích Trang fanpage thì không có được nha. Chia sẻ livestream là 1, nhấn thích Trang fanpage là 2. Khi mình chia sẻ xong mình nhấn thích Trang fanpage thì mấy chị mới có được cái tài lộc, cái may mắn nha. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ, còn ai chưa thích Trang thì làm ơn nhấn thích Trang fanpage giùm Hương nha. Rồi bây giờ nha, chị muốn nhận quà rồi, mình chỉ việc chia sẻ livestream rồi sẽ được chọn lọc để nhận quà nha. Bây giờ đầu tiên nè, có chị nào đã thích Trang fanpage chưa, comment giùm Hương đi. Ai là người đã thích Trang fanpage và có chia sẻ thì comment là đã thích Trang fanpage và chia sẻ rồi Hương sẽ đọc tên để cho nhận quà nha. Món quà đầu tiên mấy chị được nhận đó là một cái cặp dầu gội giá là 330. Quên tự nhiên tự nói luôn rồi. Tặng cho em làm ăn được không cô Hương? Tặng tất cả cho mọi người luôn. Rồi nè mấy chị nào có chia sẻ thì bây giờ chị nào đã thích Trang fanpage comment giùm đã thích Trang fanpage nha. Đã thích và chia sẻ nha, comment là đã chia sẻ và thích Trang.
Rồi mấy chị sẽ chụp comment lại khi cô Hương đọc tên để mà nhận ngay một cặp dầu gội này nha. Giá của cặp dầu gội này là 339 ngàn. Thì mình cứ nói lên thôi. Mình cứ nói theo chị cũng được, không sao hết. Hết rồi. Đâu có giá nhiều, ý là khi mình nói cái gì đó thì tụi cưng cứ điểm theo á, hiểu không? Dù mà có 5-6 đứa, 5-6-7 đứa nói cũng được, không sao hết. Đã thích và chia sẻ rồi, mấy bạn chia sẻ livestream chưa? Thì mấy giờ là giờ mình thử nha, giờ mình thử nháp thử nha, mày nhai rồi vậy Cường rồi sao mày nói. Giờ mình thử nháp nha. Giờ nói nè. Nói sao ta? Rồi nha. Bây không phải câu đó chưa. Giá tiền trước nha. Rồi nha, bây giờ khi mọi người chia sẻ livestream thì mọi người sẽ nhận được một cặp dầu gội giá 339 ngàn. Đó mấy chị, đó đúng rồi. Mấy chị chia sẻ ra nha, đã thích Giang và đã chia sẻ rồi. Em nói lại một lần nữa, mấy chị coi như em làm nháp nha. Khi mấy chị đã chia sẻ và thích Giang thì sẽ được tặng một cặp dầu gội trị giá 339 ngàn. Đó rồi, mấy chị nhấn chia sẻ nhấn chia sẻ livestream ra giùm Hương nha. Rồi nè, chị Thu Ngân Trần Thị chụp comment lại nha, chị được tặng, ghi tên đi, Thu Ngân Trần Thị dầu gội. Rồi, được tặng một cặp dầu gội nha chị Thu Ngân Trần Thị. Thì bây giờ em bắt đầu chơi luôn. Rồi nha, Thu Ngân Trần Thị, em tặng cho một cặp dầu gội nha. Đã thích và chia sẻ nè, Thu Ngân Trần Thị nha. Ai mà nhấn chữ đã thích và chia sẻ thì mấy chị sẽ được tặng một cặp dầu gội giá là 339 ngàn đồng. Khoan nha, tặng có chịu phí xếp không? Anh chịu phí xếp. Mình chịu, mày chúng xin trời rơi xuống cho tao nói từ nãy giờ rồi mà. Đã thích và chia sẻ nha. Rồi, chị Thu Ngân Trần Thị là được tặng một cặp dầu gội rồi nha. Rồi, tiếp theo là được 170 người xem, em sẽ tặng tiếp cho một chị nữa nha. Rồi, một chị được tặng rồi đó nè. Chị Ly Đa Phạm được tặng thêm một cặp dầu gội trị giá là 339 ngàn. Đó rồi, đó 170 người xem. Mấy chị chỉ việc chia sẻ livestream là mình sẽ được tặng nhận được cái dầu gội miễn phí trong cái livestream này nha. Cái dầu gội này á là hàng rất là tốt. Đây là hàng của Hương xài và rất là ok luôn. Thì hôm nay đọc tên hai người rồi, nhớ không? Ly Đa Phạm với Thu Ngân Trần Thị nha. Nhớ chụp cái màn hình lại để gửi qua trang, qua tin nhắn trang fanpage để nhân viên chat coi đúng tên đúng người không, rồi mấy bạn sẽ được nhận nha. Đã thích và chia sẻ rồi nha. Rồi, tiếp theo là Hương sẽ tặng cho mấy chị là lá dan 5 dòng nha. Thì cái lá dan này Hương bán là với giá, Hương cho mọi người thỉnh với giá là 700, nhưng mà trong livestream này bây giờ sẽ chọn ra vài chị là tặng miễn phí luôn nha. Nhiều chị là tặng miễn phí thì giá dan 5 dòng này tặng miễn sao ta? Nói sao quên rồi. Ừ, không nói giá thì đọc giá thôi. Rồi mấy chị sẽ được tặng 700 nha. Mấy chị sẽ được tặng miễn phí lá da 5 vòng với giá là 700 ngàn. Đã chia sẻ và thích Trang thì mình sẽ được tặng cái lá da này miễn phí với giá là 700 ngàn nha. Rồi nè mấy chị ơi, cái lá da này cô Hương nói cho mấy chị nghe nha. Công dụng nè, thu hút tài lộc, thu hút tiền bạc, thu hút vận may. Chị nào mà chưa có tiền, chưa có tài lộc, chưa có vận may thì mấy chị tin cô Hương không? Khi mấy chị được cô Hương tặng cho một cái lộc này về, mấy chị sẽ cầm trên tay vài tỷ như là cô Hương. Và duy nhất trong cái livestream này là cô Hương tặng cho mấy chị miễn phí cái lá này nha. Lá này giá là 700 ngàn. Đó thì giúp cho mấy chị nè, kéo tiền, kéo tài, kéo vận may, kéo lộc, và giúp cho mấy chị kiểu như là tiền bạc rất là suôn sẻ. Chị nào đang nghèo thỉnh cái được cô Hương cho một cái lá lộc này về, đảm bảo với mấy chị cuộc đời mấy chị sẽ đi lên như diều gặp gió. Và giá trong cái livestream này để cô Hương tặng cho mấy chị là 700 ngàn. Đó được rồi đó, 427 xem. Khớp rồi đó. Đó thì bây giờ chỉ việc mình chia sẻ livestream để mình nhận ngay quà tặng nha. Mấy chị có thích có được cái số tiền mà giống như cô Hương đang cầm trên tay không? Đây là gần 3 tỷ bạc á. Thì mình khi mình thỉnh cái lá này, mấy chị được cô tặng cho cái lá này về nè, mấy chị để vô trong ốp điện thoại, đảm bảo với mấy chị nha. Tài lộc mấy chị có, tiền bạc mấy chị có, vận may mấy chị có. Và làm cái gì làm nha, mấy chị sẽ rất là có dư luôn. Mấy chị nào mà khi được trở thành fan cứng của Trang thì sau này mình có mua hàng mình sẽ được miễn phí ship, không có tính ship luôn. Đó, thì bây giờ mấy chị nhấn chia sẻ livestream giùm cô Hương, nhấn chia sẻ livestream và chia sẻ cái Trang để mà mình thích cái Trang này. Thì khi sau này á, mấy chị mà mình, nói chung là
mình có cái tài lộc gì đó hay mình có cái vận may gì đó, chỉ cần mấy chị thỉnh cái lá, mấy cái lá này nè được tới tay mấy chị là tiền vô như nước. Nhưng mà duy nhất trong cái livestream này là cô Hương tặng nha, lá này nó có giá là 700 nè, nói hết nổi mà luôn đó. Thì mấy chị ơi, mấy chị nhấn thích trang và chia sẻ livestream nè, 170 đang xem, 170 người đang xem, thì cái lá này là cô Hương là miễn phí cho mấy chị nha. Miễn phí là sao, là không có tính phí ship nè, không có tính giá tiền luôn, mấy chị sẽ nhận hàng hoàn toàn miễn phí và không tốn một đồng bạc nào hết nha. Thì cái này là đã được thầy Sơn nè, được thầy Chì Chú, được thầy làm phép rồi. Rồi nha, Đặng Ngân Đặng nè, được tặng lá năm vòng nè, Đặng Ngân Đặng nha. Chụp hình cái comment lại nha, Đặng Ngân Đặng nè, đã thích trang và chia sẻ nè. Thì Tú ơi, những ai mà nhắn tin qua cho mình á, là người ta chụp cái màn hình, người ta có thích trang fanpage. Và người ta chụp cái màn hình đã chia sẻ. Thì dò lại dưới tiếng là được tặng. Rồi nha, Đặng Ngân Đặng nha, Đặng Ngân Đặng được tặng rồi nha. Tiếp theo là bạn Thu Phạm Thị, được tặng một lá da năm vòng luôn, là phải nhấn cái màn hình, là chụp cái màn hình là thích trang với đã chia sẻ nha. Trương Diễm Sương, đó là cái bạn tiếp theo được cô Hương tặng cho cái lá da năm vòng nha. Rồi lá da năm vòng này với công, với cái tài gì ta, công dụng kéo tài lộc, kéo vận may và giúp cho mình có tiền bạc, tiền tài rất nhiều. Duy nhất trong cái livestream này là cô Hương sẽ tặng cho mấy chị nha. Thì ai có chia sẻ livestream thì mấy chị sẽ được tặng nha. Mình nhấn thích trang và mình chia sẻ livestream nha. Rồi Đặng Ngân Đặng là có được tặng. Ủa tiếng con ghi đâu vậy? Ghi món hàng luôn nha. Dương Thị Tú Trinh nè, là được tặng cho một cái lá da năm vòng nè. Chỉ việc mấy bạn chia sẻ livestream và nhấn thích trang fanpage nha, thì mấy chị được tặng cho nè, thấy không? Thì cái lá này nè giúp cho mình kéo tiền, giúp cho mấy chị có tài lộc, giúp cho mấy chị có vận may và giúp cho mấy chị á, làm cái gì cũng được suôn sẻ hết, trong cái đường đi nước bước của mấy chị sẽ thuận lợi, tài lộc và làm cho mình gọi như là cái gì cũng thành công. Giá của nó đó là 700 nghìn. Sao im hết trơn vậy trời, nói hùng hồn lên đó. Chia sẻ và thích trang rồi á thì mấy bạn gì, ừ thì ý là ngồi ấy nghe nghe chị nói để tập trung vô. Thí dụ như chị hỏi công dụng của cái này là gì thì tôi cũng sẽ nói là thu hút tài lộc, kéo tiền tài nha. Giờ nói nha, rồi nha mấy nè, thu hút tài lộc, kéo tiền tài nha mấy đứa. Rồi bây giờ nói này nha, cái này á là giá của nó là 700 ngàn, công dụng của nó là thu hút tiền tài, kéo tài lộc. Đó, đó mấy chị nghe chưa, rất là lớn luôn. Thì mấy chị chỉ việc chia sẻ livestream và nhấn thích trang fanpage để mấy chị có thể nhận được cái quà tặng tài lộc từ cô Hương nha. Và tất cả những ai trong cái livestream ngày hôm nay, khi mấy chị mà đặt hàng đó thì mấy chị cũng sẽ được tặng kèm cái lá da này luôn. Tặng kèm cho mấy chị. Ai đóng hàng ngày hôm nay livestream á thì là tặng cái lá này trong cái đơn hàng, thì khỏi tặng vòng trúng số. Hiểu không? Thay bằng lá này. Nhắn lên cho bà Lucky á, nói là nhờ thầy làm phép cho chị thêm 5.000 lá này đi, chị con tặng cho khách. Thiệt á, 5.000 lá nó thầy làm phép cho mạnh mạnh, kiểu như kéo tiền cho người ta tài lộc rồi vậy đó. Chị lấy đi chị tặng cho khách. Rồi nha, 180 người đang xem. Thì mấy chị chỉ việc chia sẻ livestream thì mấy chị sẽ được tặng nha. Và tất cả những ai mua hàng, thỉnh phép trong livestream ngày hôm nay thì cũng sẽ đều được tặng một cái lá này nha. Rồi nha, đặc sĩ cô Bảo Ngọc ơi, con đặc sĩ thì con cứ việc comment số điện thoại, ổ bấm cho nó ra số của cái like. Rồi nha, tiếp theo là bạn Khanh Triều là được tặng một cái lá da năm vòng nha. Khanh Triều là được tặng một cái lá da năm vòng. Tiếp theo bây giờ Hương sẽ like hàng nha mấy chị. Thì có nhiều chị hỏi đó, làm sao mà sau sinh xong mà mình ốm đi nhanh, thì mấy chị có biết không, là do Hương sử dụng cái detox này. Detox này là một gói detox như vậy là 60 viên, thì bên trong của nó đó 60 viên như vậy thì giá của nó là chỉ có 199 ngàn. Mấy chị sẽ sử dụng được 2 tháng thì tính ra 1 tháng của mấy chị đó là chưa tới 100 ngàn nữa. Đây, thì cái viên thuốc nó như thế này, nó là những cái thành phần thảo dược, rồi những cái viên nang, rồi những cái thành phần gọi như là, nói chung là nó sao ta, trái cây, rồi tự nhiên, rồi khi chị like á, tụi cưng có thể nói gì giống như là tụi cưng like phụ vậy đó, hiểu không? Giống như là mình biết gì bệnh hay gì vậy? Bệnh hoài vậy? Giống như chị ke vậy? Giống bữa cứ ác xì hoài với con mắt xưng bị chen. Đi khám với ông Chí ông Kiều Hoàng ẩm này. Kiều Hoàng với Khanh ẩm đi khám chứ.
Đó, thì mấy chị ơi, bây giờ chị nào muốn ốm, muốn cho cái cơ thể xuống người, xuống dáng nhanh, về dáng nhanh như của cô Hương, thì mấy chị đặt hàng dùm cô Hương cái này nha. Thì cái gói detox này nè, thì giá là 199, phí ship là 35.000. Duy nhất trong cái livestream này là bây giờ cô Hương còn được tầm khoảng 15 gói nha. 15 gói thì cái gói này là gói cô sẽ dùng gian dở hết gói kia rồi giờ qua tới gói này. Thì bây giờ chị nào đặt cái gói detox này, mấy chị comment giùm cô Hương nha. Nó giúp cho mình giảm đi những cái vùng mỡ nè, giảm đi những cái lượng mỡ thừa trong người mình. Nó giúp cho mình về dáng nhanh gọn, giúp cho da mình sáng hơn. Nghĩa là tại vì cái thành phần của nó còn từ trái cây. Gói detox này giá là 199.000. Gói detox này giá này, nói lại cái coi cho nó mạnh lên coi. Nè, detox này có giá là 199.000. Đó, thì sẽ giúp cho mấy chị thanh lọc cơ thể này, giúp cho da dẻ mấy chị đẹp. Và đặc biệt duy nhất chỉ có 10 gói thôi. Chị nào đặt hàng nhanh tay comment giùm cô Hương nha, detox nha. Tại vì cái này nó có tác dụng là thải mỡ ra. Nó thải đi những cái chỗ mà có vùng mỡ, đặc biệt là vùng bụng, bắp tay, đùi và eo, giúp cho mình ốm rất là nhanh luôn. Cho nên những mẹ bỉm nào mà sau sinh xong mà bị mập mà mình muốn nhanh để mà mình trở về, thì mình sẽ comment để mà mình thỉnh cái này. Chị nào đặt hàng thì vui lòng đó mẹ. Gì mày vô duyên quá. Gì bây giờ chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Tạo thêm chung hai bên được rồi đó. Rồi nha, chị nào đặt hàng cái này thì comment số điện thoại trên livestream nha. Bây giờ mấy chị cứ việc chia sẻ và xem like, tại vì cô Hương like sản phẩm xong sau đó sẽ tặng kèm quà cho mấy chị luôn. Chị nào đặt hàng thì nói lại lần nữa nha mấy chị ơi. Comment số điện thoại trên livestream giùm em. Cham cô đang đeo là có, cham có nha. Lấy cái dòng cho cô cái dòng voi đi Khanh. Cái dòng voi nó giống như cái dòng này của cô đeo á, là mẫu của Pandora. Mở cho cô Khanh. Giá của nó tới mua tới gần 50 triệu nhưng mà nó có một cái mẫu tương tự, giá chỉ có 200 ngàn thôi, là giá cô sale trên livestream này cho mấy chị nha. Một gói, mấy chị comment giùm cô là thải mỡ nha. Giá của thải mỡ là 199.000. Đó, thì sẽ giúp cho mấy chị thải mỡ này, giúp cho mấy chị. Nói chung là cái này là mấy chỗ khác là bán cho mấy chị là tới 300.000 lần đó, nhưng mà cô Hương giảm giá thì chị bán cho mấy chị với giá là 199.000 thôi. Thì chị nào đặt vui lòng comment thải mỡ giùm cô Hương nha. Còn cái này nè, gọi là cái vòng cham, vòng ba voi. Vòng này công dụng kéo tiền hút tiền. Vòng cham này có giá là 200.000. Giờ ngồi nói chuyện ngoài hả Khanh? Dòng cham này có giá là 200.000. Chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Rồi mấy chị nào đó nhấn hết trang và chia sẻ đặt hàng comment. Tú ơi, cưng vô giùm chị xem chung của Hồ Sơn với Hồ Thị, có số không báo chị nha. Dòng voi giá là 200.000 và trong duy nhất khi mấy chị mua hàng bên trang fanpage là cô Hương đồng giá ship cho mấy chị là 35.000 hết nha. Chị nào đặt hàng bên trang fanpage đồng giá ship cho mấy chị là 35.000. Dòng voi này còn được 10 cái dòng. Rồi bé Mai nói về công dụng dòng này đi Mai. Cái dòng này là mang lại tiền tài, thu hút tiền tài, thu hút tài lộc lại cho mình nha mấy chị ơi. 200.000 một dòng nha. Em còn là đúng 10 dòng thôi, nên chị nào đặt thì comment lại số điện thoại trên livestream giùm em nha. Nhưng mà khi mấy chị đặt hàng cái dòng này đảm bảo với mấy chị nha, tiền bạc tài lộc vận may về rất nhiều. Và cô Hương dám cam đoan luôn, đây là tiền thiệt chứ không phải tiền giả nha mấy chị nhìn nè. Nếu mà tiền giả là nó sẽ không có cái lằn phản quang mà màu xanh như thế này nha. Còn cái này là tiền thiệt 100% luôn. Chị nào đeo dòng voi là có thể kéo tiền về cho mình, giúp cho mình có cái vận may, có tiền bạc rất nhiều. Giá của cái dòng voi này là 200.000. Chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Đó, mấy chị nào đặt hàng nhanh tay comment nha. Và trong cái livestream ngày hôm nay, khi mấy chị nhấn thích trang mấy chị mua hàng, thì dòng voi mấy chị chỉ được mua với giá là chỉ có 200.000 và phí ship chỉ còn có 35.000 thôi. Còn đây nha, đây là cam kết với mấy chị đeo dòng do một cái tiền về rất nhiều, tài lộc có, vận may có, giúp cho mấy chị kiểu như là mình làm gì cũng có tiền và muốn quá trời luôn. Không đi cô ơi là sao? Không hiểu. Mấy chị phải có chia sẻ livestream mới được nha. Chị nào mà có chia sẻ livestream thì mấy chị mới được nha. Dòng voi thì nó có giá là 200.000. Cái dòng này khi mấy chị đeo nè, mấy chị thấy không? Nó rất là giống
kiểu mà Banu ra một cái vòng mà 50 triệu của cô. Tại vì nó tương tự nhau, cô lấy mẫu từ cái vòng này để cô thỉnh cái vòng này về cho mấy chị. Thì cái vòng này công dụng của nó là gọi là kéo tiền cho mình, kéo vận may cho mình, giúp cho mình có tiền, giúp cho mình có tài lộc, giúp cho mình có vận may, và giúp cho mình á, mấy chị làm gì cũng có tiền hết. Và không bao giờ mà mấy chị kiểu giống như là mình trong người mình không có tiền. Và mấy... Ủa cái bảng gỗ của mình đâu rồi ta? Treo ở đằng sau cái ghế được không? Tạo xem chung bên Hồ Thủy thôi. Là tạo, ý là tạo xem chung bên Hồ Xuân rồi, Hồ Thủy là tạo không được á. Sao không được? Hồ Thủy nằm trong con á. Mà sao tạo không được? Nè. Đâu đem đây nha Tú. Không có chỗ tạo luôn. Không có chia sẻ được. Phải chia sẻ được. Ủa là sao? Cái này tạo bên Facebook vẫn tạo được bình thường mà. Cao quá cường lên. Ở dưới thấp quá, dưới thấp quá không có treo đó. Để xuống. Gấp là đâu thấy được. Cái chỗ này đúng. Không, không phải không có để xuống, để xuống này đi, để xuống này đi. Đó, để là, để ra. Ừ, để xuống đi. Không không, để lên cái cục nè. Lấy thêm cái gì chim ở trong cho nó bật ra. Lấy thêm cái gói hay cái gì đó. Kệ cái cục, mình thấy cục. Nó không cần cục. Chị ơi, chị có lấy hoa tắm gì, tắm dài hạn chưa? Đứng, đứng ở đây nghỉ qua đâu. Chìm thì cái gì rồi, chìm gì đâu, đứng ở vậy đi. Ừ, nó kiểm tra đi. Ủa sao? Nó đâu có liên quan gì tới cái chuyện nó nằm trong đây đâu trời. Không được không? Không được không? Không có chỗ tạo. Đâu cái trang fanpage nằm đâu vậy? Cái bay ba là vừa nằm trong hội thị vừa nằm trong của anh Phúc luôn. Tí. Ok, cái túi nó bằng. Cái nào? Cứ là xem chung hồ sơ với một số. Đá làm một cái khác và chị tám vừa rồi cho mình qua không? Đó, xóa Hồ Xuân Hương ra khỏi quan chị rồi đó. Mấy chị nhận điện thoại này của tao mà. Gói qua tu rồi tu. Đang lai chìm. Tạo được chưa? Ủ vàng. Cưng đem cái bảng này ra nè, Cưng kêu nó khắc ngược được không? Được. Hả? Được. Được vậy em đi khắc đi. Là ở khắc ngược rồi hả? Cái đồ nó bỏ là mới. Mặt sau đó. Đâu cần bỏ đâu. Làm hai mặt luôn, mặt này trước nhìn mặt sau kia nó làm ngược hả chị? Được. Không có tiền thôi, có tiền làm được hết em đi đi. Chứ quay cái này nó ngược kỳ quá. Không có quen, khó quá. Rồi nha mọi người, ai đã chia sẻ và thích trang đó thì sẽ được tặng quà nha. Rồi mong cô tặng phép. Rồi tiếp tục bây giờ mọi người chia sẻ livestream và thích trang nè. Hương tặng cho mọi người cái lá danh 5 vòng để cho cái tài lộc có, cái vận may có. Và giúp cho mấy chị á làm ăn cứ kiểu như có tiền hoài, tài lộc hoài, vận may hoài luôn. Giúp cho mình làm gì cũng thành công hết. Rồi nha, những ai đang xem livestream chia sẻ giùm Hương nha. Được chưa Tú?
Sao chị kêu tắt chuông rồi mà trời. Hello. Đó thì bây giờ chị nào đặt hàng trong livestream này mấy chị thì comment số điện thoại cho cô Hương nha. Rồi bây giờ nè, những ai đã chia sẻ thì cô sẽ đọc tên tiếp nha. Vivi nè, là người được tặng cái lá danh 5 vòng nè. Tại vì với những người chia sẻ thì khi bạn comment nó sẽ hiện lên là chữ người chia sẻ thì bạn sẽ được tặng nha. Linh Trần được tặng nè, Vivi là được tặng, Linh Trần được tặng là lá danh 5 vòng nha. Thì mấy chị ơi, mấy chị có chia sẻ livestream và mấy chị có nhấn thích trang thì mấy chị sẽ được tặng cái này miễn phí nha. Và khi mấy chị đặt hàng thì trong livestream ngày hôm nay mấy chị cũng sẽ được tặng miễn phí luôn. Rồi, bây giờ là cô Hương sẽ like nha. Rồi nha mấy chị, cái bảng màu mắt này giá nè mấy đứa, khi mà chị đưa sản phẩm gì lên mấy đứa coi giá trước nha. Này là 59.000 rồi. Trong cái livestream ngày hôm nay, chị nào đặt hàng cái set màu mắt này thì mấy chị comment số điện thoại giùm nha. Cái giá của bảng màu mắt này là 59.000. Đó là giá sale cho mấy chị trên livestream nha. Cái này gồm rất là nhiều màu luôn, rất là đẹp. Bây giờ cô Hương sẽ test thử lên mắt cô Hương một màu nha. Thì cái này nó gồm rất là nhiều màu nè, thì cái màu sắc nó rất là đẹp luôn chứ không có xấu nha mấy chị. Thấy không? Cái gì vậy trời? Nó đẹp chưa? Xuất sắc. Màu đẹp lắm này nó, là mắt cô Hương đẹp không hay tại mắt cô Hương đẹp không biết nữa. Thì là 40, giá là 59.000. Rồi chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Đó là cô Hương đã test lên cái mắt cô Hương rồi nha. Thì cái này giá nó chỉ có vậy thôi, rất là rẻ luôn. Thì bây giờ chị nào đặt có mấy chị nhanh tay comment số điện thoại giùm cô Hương nha. Cái màu mắt này nha, khi lên mắt của mình nó tông màu rất là tự nhiên. Mấy chị đánh lên rồi nhìn nó sẽ rất là đẹp và kiểu như con mắt của mấy chị to lên nha. Thì bây giờ duy nhất trong cái livestream này đang sale giá cho mấy chị. Chị nào đặt màu mắt 59 thì mấy chị comment tên món hàng và số điện thoại trên livestream giùm cô Hương nha. Đây, sale cho mấy chị nè, mấy chị nhìn đi, 12 bảng màu mắt luôn mà giá chỉ có 59.000 thôi. Thì duy nhất trong cái livestream này, chị nào đặt mấy chị comment giùm cô Hương là màu mắt 59.000 nha. Thì bây giờ nè, chị nào đặt trong cái livestream này là sẽ được tặng luôn cả cái lá danh 5 vòng mà 700.000 này luôn. Mấy chị sẽ được tặng miễn phí chỉ việc thích trang và chia sẻ thôi nha. Đã thích trang và tặng quà, chia sẻ tặng quà cho con nha cô làm ăn. Rồi Hoàng Khang là được tặng lá danh 5 vòng nha, Hoàng Khang nha. Rồi ai đặt hàng cái set màu mắt 59.000 mấy chị comment giùm cô Hương nha, tại vì hàng nó không có nhiều. Rồi tiếp theo là cô Hương sẽ like là đèn cầy trái thơm nha mấy chị. Đâu rồi, đi. Đèn cầy trái thơm này cô Hương nói về công dụng trước nha. Khi mấy chị đốt lên thì nó sẽ kéo tiền tài, thơm nhà, thơm cửa và giúp cho mấy chị nha. Có tài lộc, có vận may. Giá của đèn cầy trái thơm này là 79.000. Đó, thì chị nào đặt hàng thì mấy chị vui lòng comment số điện thoại trên livestream giùm em, giúp cho mấy chị có tiền bạc, có tiền tài, có vận may và giá của nó chỉ có 79.000. Đó mấy chị ơi, thì bây tao cứ liệu tao tính nó đi, nó lại cái câu mà là mấy chị cứ đặt hàng rồi tao nói cho tụi bay nói tiếp xong rồi bắt đầu tao lại là giá xong tụi bay nói tiếp xong cái tao vừa xong cái tao lại nói cái câu đặt hàng. Đó, thì bây giờ mấy chị muốn có tiền tài nhiều, muốn có tài lộc nhiều, muốn có tiền bạc mà gọi là may mắn, vận may mà nguyên cái gia đình, gia đạo của mình đều may mắn hết á, thì mấy chị nghe lời cô Hương, mấy chị thỉnh một cặp đèn cầy trái thơm về, đảm bảo với mấy chị luôn, tiền mấy chị không về ngập túi nữa thì thôi. Thì giá của cái đèn cầy trái thơm này đó thì bây giờ trên like, để cô Hương tô thêm con mắt lại, tô có một con nhìn tiền quá. Tự nhiên tô có một con mắt rồi. Ai đặt đèn cầy trái thơm thì mấy chị comment nha. Màu mắt thì giá là cô đang sale đó. Bây giờ để cô tô thêm con mắt vào đây luôn đi. Chứ tô con nhìn nó bị kỳ quá, như mắt bị trột. Đó đẹp quá à. Cái bảng màu mắt cô Hương đang xài có giá là 59.000. Đó, ai đặt thì comment số điện thoại trên livestream nha mấy chị ơi. Giá ship đồng giá là 35.000. Hiểu quá.
đều rồi, rồi không có đeo mắt kiến là sao? Rồi nha các bạn, màu mắt này á, chị nào đặt hàng thì mấy chị nhanh tay lên, tại vì cô Hương chỉ còn có 10 set thôi. Cái này màu mắt này rất là đẹp nha. Nè mấy chị có thể thấy không, cô Hương dùng một cái ngón tay không cần dùng cây cọ luôn là vẫn có thể đánh lên được cái màu mắt y như ý luôn. Thì mấy chị đi đâu chơi mấy chị có thể được. Mà mấy chị lưu ý, nếu chị nào mà không comment số điện thoại là mấy chị không có được chốt hàng nha. Set màu mắt 10 set bây giờ ưu tiên cho 10 người nè. Chị nào lấy màu mắt nhanh tay comment giùm cô Hương nha. Màu mắt là 59.000, chị nào đặt hàng thì nhanh tay comment giùm cô Hương, tại vì số lượng có hạn, không có chờ đợi được ai hết, cho nên khi mấy chị đặt hàng mấy chị nhanh tay giùm, tại vì do đó là rất nhiều người. Chị Bảo Trân comment lại số điện thoại nha chị ơi. À, Tú biết thay đổi cái này không? Thay đổi cái nội dung trả lời tin nhắn này nè. Có đúng không? Nhưng mà để lát tìm sao đi. Lát nữa chị gửi nội dung cho thay đổi. Màu mắt không, bây giờ chỉ còn có 10 set thôi, mấy chị thông cảm giùm nha. Một set là giá 59.000, kể cả chị nào tặng, ủa lộn, chị nào đặt thì vẫn sẽ được tặng cái lá gian giá là 700.000. Còn set màu mắt giá là 59.000. Phí ship là 35.000. Rồi nha, chị nào đặt nhanh tay comment giùm cô Hương nha. Màu mắt này bảo đảm với mấy chị xài bị dị ứng hay là bị mọi vấn đề gì đó, liên hệ cô Hương hoàn tiền để cho mấy chị hết 100% luôn nha. Rồi nha, cái này là với 12 màu mắt luôn, và giá sale trong cái livestream này chỉ còn có 59.000 thôi. Chị nào đặt nhanh tay comment giùm nha. Một set như vậy nè là gồm 12 màu mắt, giá cô Hương giảm trong cái livestream, mấy chị phải nhấn thích fanpage. Và khi mấy chị mua cái set màu mắt này với giá 59.000, mấy chị sẽ được tặng kèm một cái lá danh 5 vòng 700.000 nha. Cái này chỉ là gọi là kéo tương tác cho bay thôi, chứ thật sự là không có lời lớn gì hết. Mình kéo tương tác cho cái trang fanpage này, tại vì từ cả sắp tới là cô Hương sẽ like bên trang fanpage này. Trang fanpage của cô Hương tên là Gone Committed. Có cái là Gone Committed 0, rồi Gone Committed 2, với lại cái này là Gone Committed 3 buồn cộng. Đang cắt chưa buồn mà chưa cắt được. Cho nên á, mấy chị vui lòng nhớ giùm cô Hương. Cô Hương không có trang fanpage nào ngoài trang Gone Committed hết nha. Đó thì mấy chị nào mà có thích trang rồi nè, bé Nhi Nhi Quỳnh rồi, sẽ tặng cho em một cái lá danh 5 vòng nha. Bé Nhi Nhi Quỳnh là chị sẽ tặng cho em một cái lá danh 5 vòng. Màu mắt giá là 59.000 và mấy chị được tặng kèm một cái lá danh 5 vòng. Khi mấy chị nhận hàng cái này với lại cái này luôn thì mấy chị chỉ thanh toán là 59 với 35 là nhiêu? 94 thôi. Rồi, mấy chị sẽ nhận hàng hai cái này và thanh toán với giá là 94.000. Nói lại lần nữa nha, mấy chị sẽ nhận hàng gồm hai món, một món là hộp màu mắt 59 và một món là cái này 700.000, tiền ship 35.000, nhưng mà khi nhận hai món chị thanh toán với giá là 94.000. Rồi, chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên live stream giùm em. Rồi mấy chị nào đặt hàng mình nhanh tay lên nha mấy chị ơi, tại vì do số lượng có hạn, cái set màu mắt này chỉ có 10 set thôi. Bây giờ cô qua nha, sẽ tiếp theo là sẽ cái khác nha. Cái này nhiêu tiền? 79.000. 79 với 35 là nhiêu? Rồi nha, bây giờ sẽ tới cái bảng màu mắt này. Cái này cũng rất là đẹp luôn. Thì giá của nó chỉ có 79.000 thôi, là giá cô Hương sale. Chị nào đặt màu mắt nào mấy chị comment giùm nha. Cái màu mắt hồi nãy là 59, còn cái màu mắt hình trái tim có giá là 79.000. Phí ship là 35.000. Và mấy chị được tặng một lá vàng 700.000. Đó, mấy chị nghe chưa? Nhân viên em nó nói lớn thấy sợ luôn á thiệt á. Đó thì khi mấy chị nhận hàng, mấy chị sẽ nhận được cái này và cái này nha. Cái này là hàng giá là 79, phí ship 35, được tặng một cái lá danh 5 vòng giá 700.000. Và duy nhất trong cái livestream ngày hôm nay thôi, chị nào đặt hàng mình nhanh tay comment giùm em nha. Mấy chị có thể nhìn rất là lấp lánh nha. Trời đẹp quá à. Ơi con mắt này màu đẹp quá ha. Màu đẹp lắm. Xuất sắc luôn. Ơi nó có cái này đẹp quá nè. Nó chủ yến á. Là lấp đánh luôn mấy chị. Trời cái này đi đám cưới người yêu cũ là hết bài. Trời ơi đẹp quá vậy. Ơi sắp tới sinh nhật ba chị nè, chị quá cái này đi được nè. Tặng nhân viên nữa. Trời đẹp quá à. Nhân viên tụi bay lấy hết rồi còn tặng gì nữa, đứa nào cũng mua hộp hộp hết rồi. Mà. Trời biết khôn quá, đi làm má ra nó tặng mua xài còn lấy thêm video. Thế mai ngày nào đi làm cũng quến mắt. Ừ. Trời đẹp quá Khanh. Ơi cái này nó có cái đẹp quá Khanh. Xuất sắc luôn, đi cưới người cũ. Cưới người cũ hoài luôn, nó khói. Ờ, chắc thằng Trung cưới vợ. Trời ơi, chị Trân.
thì đám cưới người yêu cũ chết rồi. Cái gì vậy? Bóp bằng tay mà. Cái này là gọi là trang điểm sương sương đi đám cưới người yêu cũ. Giống của Khanh nói là đẹp quá mấy chị. Cái màu mắt này giá là 79.000. Mà cái điều em thích nhất ở cái màu mắt này á là nó có cái nhũ này nè mấy chị thấy không? Em xài lên mắt em là rất là đẹp luôn. Hồi mày bị trừ tiền hỏi sao xui. Thì hồi bị trừ hỏi sao xui nữa. Cho mày đi đám cưới cùng má Nhẫn. Hôm qua con Chip nó mới nói kìa. Mẹ bé Mai bỏ thẻ vô cái máy đồ chơi để lấy đồ chơi cho Chip, hỏi đâu bé Mai chú Nhẫn á. Không phải chú Hùng, chú Nhẫn mà. Cãi nữa chứ. Màu mắt trái tim giá là 79.000. Cô Hương chỉ có được 10 hộp thôi. Chị nào đặt màu mắt trái tim nhanh tay comment giùm cô Hương nha. Giá 79.000, phí ship 35, được tặng một cái lá da 5 vòng nha. Cái này là 70... Nói sơm thêm cho chị chưa? Dạ rồi. Rồi nha, chị nào đặt hàng cái màu mắt này comment giùm cô Hương nha. Bởi vì coi cái màu mắt nè, mình test lên con mắt mình thấy không? Nó có cái kim tuyến rất là đẹp. Mày đẹp đi chứ. Làm hay ghê đó. Đó thì chị nào đặt cái màu mắt trái tim mấy chị comment giùm nha. Giá là 79.000 hoặc nhắn tin qua fanpage cho cô Hương nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục like là phép. Cái dầu thơm này nè nó thơm chó đẻ luôn, thiệt thơm ơi là thơm luôn. Thì một cái chai dầu thơm như thế này giá là 79.000. Cái dầu thơm này đã sơn phép rồi nha mấy chị, lưu hương từ 4 cho tới 8 tiếng. Và mấy chị ơi, tại vì á, nói thiệt với mấy chị là cái Facebook này nó không có cái chức năng mà gọi là khuếch tán mùi hương á. Chứ nếu mà có thì em sẽ xịt gì nè. Đó, cho mấy chị bên đó mấy chị cũng nghe được cái mùi. Nó thơm dai ơi là dai luôn, mà chỉ với giá là 79.000. Chị nào đặt hàng dầu thơm 79 thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Bất cứ chị nào đặt hàng là đều được tặng một cái lá da 5 vòng như thế này hết nha. Cho nên mấy chị ơi, nhấn thích trang và chia sẻ livestream. Cái này gọi là dầu thơm 79. Dầu thơm này khi mấy chị xài thì kéo tiền tài, kéo tài lộc. Ừ nó thơm lắm, thơm dai. Kéo tiền tài, kéo tài lộc và kéo vận may cho mấy chị luôn. Chị nào đang không có tiền sử dụng. Hết hồn hết vía. Mấy chị nào mà đang không có tiền thì khi sử dụng cái này đảm bảo với mấy chị là mấy chị sẽ có tiền, tài lộc vận may. Và mấy chị có thể thấy không, cái chai nó rất là chắc, mới vừa rớt xuống luôn mà không có bể luôn. Giá của nó là chỉ có 79.000 thôi. Chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay comment số điện thoại trên livestream nha. Cái này là dầu thơm 79. Khi mình xài nè, nó sẽ kích cho mình cái vận may, cho mình cái tài lộc. Một chai nước hoa 79.000. Tuyền Nguyễn ơi, đặt hàng trong livestream này á là 79.000, phí ship là 35, được tặng kèm thêm một lá da 5 vòng 700.000 nha. Cái này kiểu như nó thu hút tài lộc cho mình, kéo cho mình vận may, cho mình cái đường tiền tài. Xem chung hai bên. Tú. Cho nên mấy chị nào đặt có mình nhanh tay comment giùm cô Hương. Tại vì do cái số lượng hàng đó, nó có hạn. Chị nào... Ủa nãy Cưng có chụp cái người thích trang lại chưa? Người thích trang của trang fanpage đó có chụp lại không? Không, cái người thích trang này nè, hồi nãy có chụp từ đầu là bao nhiêu không á? Ờ, để mình biết được là mình like xong nó bao nhiêu người thích trang nó thêm, tăng thêm á, hiểu không? Rồi nha, những ai có thích trang và chia sẻ là sẽ được tặng quà nha. Ủa cái màu mắt này đẹp quá. Thật tán vô mặt rồi bây giờ. Một chai nước hoa, ủa sao nó không ra số vậy ta? Có vậy kìa. Nước hoa là giá 79.000 nhưng mà chỉ có được 12 chai thôi. Cái này là thầy đã sơn, đã làm phép hết rồi. Thì cái này giá 79.000 nè mấy chị. Cái mùi thì nó rất là thơm và kiểu như là nó gọi là lưu hương rất là lâu cho mình. Và cái thứ hai là mang lại cái tài lộc, cái may mắn cho mình nữa. Giúp cho những ai mà đang không có tiền cho cái thâm nắp đi cược.
ai mà đang không có tiền á thì mấy chị cũng sẽ có tiền, ai mà đang không có tài lộc thì mấy chị cũng sẽ có tài lộc, có vận may nha mấy chị. Chị nào đặt hàng thì mấy chị comment số điện thoại trên livestream cho cô Hương nha. Rồi nè, cái này á là những cái chị nào mà mình bị hôi nách là một, bị thâm nách là hai kìa, thấy không? Chị Võ Thị Mai Thúy comment ghê, dầu thơm thơm lắm cô, là thỉnh rồi đó biết. Thì cái này giá của cái kem thâm nách này là 55.000. Thì mấy chị mua một là sẽ được tặng một luôn nha. Giá rất là rẻ, thì đang có chương trình khuyến mãi là mua một tặng một, thì giá chỉ còn có 55.000 thôi. Cái này á là mấy chị nào bị đen nách nè, bị hôi nách nè, và cô Hương dám cam kết nếu sau một cái liệu trình hai chai như thế này mấy chị mà không hết á là cô Hương sẽ hoàn tiền cho mấy chị. Cái dầu thơm á thì 79.000 một chai, nhưng mà hiện tại bây giờ không có còn hàng nhiều. Thì chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Cái chai này rất là thơm và cô Hương dám cam kết với mấy chị luôn, khi mấy chị nhận hàng nếu chị nào nói không thơm là cô Hương sẽ hoàn tiền lại cho mấy chị luôn nha. Phí ship là 35.000. Chị nào đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại giùm Hương nha, và phải có nhấn thích trang và chia sẻ trang fanpage thì mới mua được với giá rẻ nha mấy chị ơi. Và bây giờ nè, chị nào lấy cái thâm nách này mấy chị comment, nó chị được hôi nách, chị được cái mồ hôi nách, chị được những cái da nách đen, thì đang có chương trình khuyến mãi là mấy chị mua một chai và sẽ được tặng một chai, giá là 55.000. Đó, thì bây giờ ai lấy cái nách thì mấy chị comment giùm cô Hương chữ nách nha. Giá chỉ có 55.000, phí ship là 35.000. Chị nào lấy nách thì comment giùm cô Hương là chữ nách để cô Hương sale cho mấy chị nha. Chỉ duy nhất thôi nha. Rồi, dầu thơm 79.000, chị nào lấy thì comment. Ủa mấy chai dầu thơm còn không tụi con? Dạ. Lấy dầu thơm đi, dầu thơm mới về. Lấy mọi thứ một chai. Má hồng đồ lấy hết đi. Con thỉnh 3 chai luôn, thơm lắm mà lâu nữa đó. Mấy chị thấy phép bét rồi, khách mua rất là nhiều. Và mấy chị ơi, khi... Ủa bạn làm được không? Hả? Khi nào lấy? 2 giờ mai. Cái nắp này giá là 55, cái này là hàng của Thái Lan. Thì bây giờ trong cái livestream này cô Hương gom được lô sale thì mua một tặng một với giá 55.000, phí ship chỉ còn có 35.000 thôi. Chị nào đặt hàng thì vui lòng comment giùm cô Hương là nách nha, comment giùm cô Hương chữ nách nha. Thì mình like được, mình like bên đây luôn, muốn mình kéo mình cứ qua bên đây mình like. Thì nói chung mới thì nó ấy rồi, mình like từ từ người ta cũng biết rồi. Ý là mình like từ từ người ta cũng biết rồi. Với lại cưng coi cái tương tác của nó cao. Ờ, xe với comment quá trời. 2.000 Rồi con chia sẻ được, con cờ ai comment dầu thơm thì cứ comment nha. Cô Hương sẽ lên những cái mẫu dầu thơm rất là rẻ luôn. Dầu thơm chai 79.000, bảo đảm với mấy chị không thơm là không lấy tiền luôn nha. Rồi tiếp theo là cô Hương sẽ like cái mẫu dầu thơm. Mở cho cô. Xanh mở phụ kìa. Đó thì bây giờ cô có xong rồi, bây giờ cô Hương sẽ like dầu thơm nha. Rồi ai lấy dầu thơm chai 79.000 thì cứ việc comment nha. Còn cái chai dầu thơm đưa cái hộp cho cô. Cái dầu thơm này nè là mùi rất là thơm. Giá của nó là 99.000. Cái này có cái hộp ngoài nữa không? Hay là hả? Đây nè. Nè, một cái chai dầu thơm này cô Hương ôm được lô sale rẻ nha. Nó không khác gì hàng Âu nha. Cái này là hàng phay, nhưng mà hàng phay loại 1. Giá của chai dầu thơm này là 99.000. Giờ cái này comment là chai gì đây? Cốc chai hồng. Chờ nem vuông hả? Gì comment là gì? Vuông hồng hả? Nước hoa vuông hồng. Vuông hồng thôi. Rồi nha, chị nào lấy cái chai này 99.000 mấy chị comment giùm cô là vuông hồng nha. Giá của nó là 99.000. Chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. 99.000 một chai, và đảm bảo với mấy chị Hương nói rồi, tại vì do cái Facebook này nó không có cái chức năng khuếch tán mùi hương, chứ nếu mà thật sự mà có chức năng khuếch tán mùi hương á, Hương xịt một cái vậy nè mấy chị sẽ nghe một mùi rất là thơm. Đó thì nó rất là thơm nha nè, mấy chị coi nè, nó rất là thơm luôn. Thơm lắm luôn á mấy chị ơi. Đó cái mùi trời thơm quá. Thơm không? Thơm. Nghe tới đó luôn hả? Thơm tới chiều luôn á, hôm bữa em lấy một chai em xài á. Cái này lưu hương từ 6 tới 8 tiếng ở đây, nghĩa là cô Hương bán hàng gì thì nói hàng đó chứ không nói bậy bạ. Cái này không có phải là hàng Âu mà nó là hàng phay loại 1.
Nhưng mà mùi lưu hương rất là thơm, mấy gì biết không? Tại vì do cô Hương thật sự mà nói đi, mấy bạn nhân viên của cô Hương cũng vậy, đôi khi không phải là ai cũng có tiền để mình xài hàng Âu. Thì mấy bạn đi làm mỗi ngày, mấy bạn cũng cần có một cái mùi hương trên cơ thể. Cho nên là hôm bữa là bé Thi á, nó xài cái này trước. Nó xài xong rồi bắt đầu nó mới nói với cô Hương là trời ơi, cô Hương ở bên kia á, họ bán nguyên một cái lô ôm sale được cái dầu thơm 99.000 này nè mà rất là thơm luôn. Thì á hả, cô Hương mới hỏi nó, bắt đầu cô Hương mới liên hệ lấy thử về chai. Tại vì thấy bé Thi đi làm ngày nào nó cũng xịt mà ngày nào cũng thơm, ngày nào cũng nghe mùi hết trơn, mới hỏi nó thì nó mới chỉ ra, mấy chị có biết không, thì mới biết được chai dầu thơm này giá chỉ có 99.000 thôi. Chị nào lấy chai dầu thơm 99 comment giùm cô Hương là Vuông Hồng nha, Vuông Hồng 99 và số điện thoại nha, phí ship là 35.000 rồi cô Hương qua nha. Cái dầu thơm này rất là thơm nhưng mà tại vì nó không có nhiều thì ai đặt cho tới chai tròn đi nách rồi, ai đặt nách comment. Còn đây là một cái chai mà cô Hương rất là thích luôn, cái mùi này nếu mà chị nào đã biết rồi thì comment giùm cô Hương là tròn hồng nha. Cái chai dầu thơm này giá là trước là 1,5 triệu, bây giờ trong livestream này sale cho mấy chị còn giá là 99.000. Chị nào đặt hàng thì comment số điện thoại trên livestream giùm em. Cái này là tròn hồng nha mấy chị, tròn hồng, cái này là chờ neo tròn hồng. Còn chị nào mà sợ lộn á thì mình chụp hình màn hình mình gửi vô trong cái tin nhắn của cái trang fanpage là không có lộn luôn. Chép tin nhắn trang fanpage luôn đi. Giờ cưng ngồi đó cưng lấy cái gì đó chép đi. Alo. Cái này là giá 99.000 nè. Mấy chị chai này là chai 100ml nha. Mùi hương rất là thơm và khi mấy chị sử dụng cái này cô Hương dám cam đoan với mấy chị lưu hương từ 4 cho tới 6 tiếng. Ôm một cái lô sale cho nên là sale cho mấy chị với giá là 99.000. Mấy chị nhìn nha, nước nó rất là trong. Tới cái này là loại hàng phay loại 1. Cái này là hàng phay loại 1 chứ không phải là hàng Âu. Không có cái hàng Âu nào mà giá 99.000 hết. Cho nên là cô Hương bán hàng nào là nói hàng đó. Thì cái này là giá 99.000 một chai nè. Cái mùi hương lưu từ 4 cho tới 6 tiếng xài. Mình xài hàng ngày thì mình để mình cho mình lấn át cái mùi cơ thể của mình. Nó làm cho mình thơm, nó làm cho mình kiểu như có tài lộc, có may mắn. Tất cả những cái dầu thơm này đều được sơn phép hết rồi nha, sơn hết rồi cho nên khi mình xài đó thì rất là may mắn, rất là tài lộc luôn. Giá chỉ có 99.000 một chai thôi. Mấy chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay comment số điện thoại giùm cô Hương nha. Chị nào đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại giùm cô Hương để mà nhân viên chốt đơn cho mấy chị nha. Rồi nè, mấy chị nào đặt hàng thì số điện thoại đó, thì giá chỉ có 99.000, phí ship là 35.000. Những hồ ly cô Hương đang đeo có giá là 100.000. Tao trừ tiền chắc 9, tao cho mày 9 à, cho mày 9 cây bây giờ à. Thì mấy chị nào đặt hàng thì đều được tặng cái lá danh 5 vòng 700.000 này nha. Và chị nào đặt mình nhanh tay comment số điện thoại nha. Cô Hương dám cam kết với mấy chị luôn, vận may tài lộc tiền tài mấy chị đều có, với điều kiện mấy chị chỉ cần đặt hàng trên livestream thì mấy chị sẽ là được tặng hết những cái thứ này. Những cái gì mà cô Hương chia sẻ mà cô Hương tặng tới cho mấy chị là lộc lá vô cùng luôn. Bây giờ chị nào đặt hàng mình nhanh tay comment giùm cô Hương, giá rất là rẻ luôn thì tặng cho mấy chị, kiểu như là giúp cho mấy chị mang may mắn, tại vì ưu tiên luôn. Lắc tay cô Hương đang đeo có bán cái này gọi là dòng voi nha, giá là 200.000. Rồi chị nào đặt hàng cái vòng cham, vòng voi này mấy chị comment dùm vòng cham nha. Giá là 200.000 và phí ship là 35.000. Ai đặt hàng nhanh tay comment số điện thoại dùm cô Hương, tại vì do cái số lượng á hàng không có nhiều cho nên mình chỉ ưu tiên được những ai đặt hàng trên livestream thôi. Mấy chị nhanh tay lên dùm nha. Gì vậy mày? Hết ừ. Ừ, xong rồi tới ừ. Con này sao nó khùng dữ vậy trời. Dầu thơm tròn hồng nha. Rồi mấy chị ơi, mình nhanh tay lên để mà mình được cái lợi lộc hay là được cái may mắn tài lộc của mình. Và chỉ duy nhất trong cái livestream này thì giá sale cho mấy chị là còn vậy, còn mình chậm tay là mình không có còn nha mấy chị. Mỗi ngày thì 12:30 là mình đều livestream. Đặt hàng bên Shopee là không có được tặng nha, tại vì bên Shopee là đã được giảm giá rồi. Đặt hàng bên Shopee là đã được giảm giá rồi thì không có tặng quà. Shopee là không tặng nha Tú. Shopee ra đơn là có chữ Shopee không? Dung Lê ơi, đặt hàng bên lấy dòng voi thì comment số điện thoại giùm cô nha. Trân Mỹ Hà ơi, đặt hàng bên Shopee thì có giảm giá thì sẽ không có tặng. Hồi nguyên chai dầu thơm đổ cho mày, chợ cho mày hồi à.